Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 86. Một nữ tỳ bước lên hai bước, chặn đường đi của họ. Quý phu nhân, quý nhị nương tử, xin hãy ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Quý thị nhàn nhã nói, chúng ta muốn ra tiền đường xem lễ, xin hãy dẫn đường. Nữ tỳ cúi người từ chối. Nô tỳ nhận lệnh hầu hạ phu nhân và tiểu nương tử, xin phu nhân đừng làm khó nô tỳ. Quý thị không miễn cưỡng, nắm chặt tay quý anh anh, thăm dò. Người trong phòng không thú vị, ở đây có cho phép chúng ta đi lại xem xét không? Chỉ cần không ra khỏi vườn sau, thế nào cũng được. Nữ tỳ lặng lẽ lui ra. Tay của quý anh anh bị mẫu thân bóp rất đau, nàng căng thẳng theo sau, để mẫu thân dẫn nàng đi dạo trong vườn cửa sổ thư phòng mở ra đối diện với sân nhỏ, gần cửa sổ không có bàn đọc sách mà là khung thiêu mới chế. Quý thị sợ đến mức tim gần như ngừng đập, sao nơi ở của Triệu Tu Duyên lại có khung thiêu? Nàng nhớ lại đề nghị bình thê của Triệu Tu Duyên, trong nháy mắt hiểu ra, khung thiêu này là chuẩn bị cho ai? Triệu gia sao dám, triệu gia dựa vào đâu mà dám cưỡng ép cưới anh anh? Đều là láng giềng, quý gia còn chưa tận tuyệt triệu gia tuyệt không dám công khai đoạt anh anh, dám sớm bố trí ở đây, triệu thân thị dựa vào gì? Quý thị trong lòng đầy nghi vấn, nàng không nói với con gái, trở về phòng ngồi xuống, chờ triệu thân thị đến. Nương! Quý anh anh nhạy cảm nhận ra điều gì đó không ổn. Quý thị nhẹ nhàng nói. Người quên nương đã dạy ngươi thế nào sao? Trời sập không đổ, luôn có cách giải quyết. Nhiều năm trước, nàng bị đích muội hãm hại, bị giam cùng quý lão gia trong viện quý lão gia lo lắng đến mức định dùng thang để leo tường trốn đi nàng chỉ bình tĩnh đứng trong sân nhìn hắn nhảy tới nhảy lui khi đó nàng nghĩ trời sập không đổ cùng lắm thì gả cho hắn dù sao hắn cũng là chính nhân quân tử trời sập không đổ triệu gia không thể nào cướp cô dâu chỉ cần nàng còn sống quý diệu đình còn sống anh anh tuyệt đối không thể gả vào triệu gia trời tối, gió đưa tiếng chiêng trống và kèn xô na đến. Nữ tỳ mang cơm canh tới, thức ăn tinh xảo, nhưng quý thị không động đũa, quý anh anh cũng không. Không an toàn, chết đói chết khát cũng không muốn ăn. Quý thị đề phòng, không ăn thức ăn của triệu gia. Trong phòng thắp đèn, hai mẹ con ngồi lặng lẽ. Đoán là tân nương đã vào phòng, triệu thân thị cuối cùng dẫn cố ma ma và một đám vú già vào vườn sau nàng liếc nhìn thức ăn không bị động đến, chế diêu. Quý phu nhân sợ ta hạ độc sao? Quý thị lạnh lùng nói. Ngài nói đúng, ta thật sự lo lắng. Triệu thân thị không ngờ nàng thản nhiên thừa nhận, hừ một tiếng ngồi xuống. Quý phu nhân, hôm nay ta mệt rồi, không muốn vòng vo. Đây là nơi ở của nhị lang, triệu gia ngoài nguyệt cầm đường thì đây là sân nhỏ tốt nhất. Tân thiếu phu nhân nhà bích thủy viên cách chính viện xa hơn, lại vắng vẻ. Nhị nương tử ở đây không thiệt thòi. Quả nhiên là muốn anh anh ở đây, quý thị liếc con gái một cái, thấy nàng bình tĩnh ngồi, có chút hài lòng với kết quả huấn luyện. Ta không hiểu ý của triệu phu nhân, con gái ta sẽ không làm thiếp. Đã từng từ chối đề nghị bình thê của nhị lang. Ha ha. Triệu thân thị che miệng cười, tay áo đỏ nửa che mặt, ống tay áo thiêu hoa ánh sáng chiếu vào, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Nàng cười tùy ý như nghe được chuyện cười lớn. Triều phu nhân. Quý thị lạnh lùng quát. Nếu triều phu nhân mời chúng ta đến vì chuyện này, thiếp có thể trả lời ngay, chuyện này tuyệt đối không thể. Con gái ta sẽ không vào ở đây. Thấy mẹ con đứng dậy muốn đi, triệu thân thị cười ngăn lại. Quý thị, ngươi nhìn kỹ, những tờ phiếu nợ này là chữ ký của Đại lang nhà ngươi. Cố ma ma mang một cái cháp đặt cạnh quý thị trên bàn, mở nắp ra. Phiếu nợ đại lang viết phiếu nợ quý thị cúi đầu nhìn thấy hộp đầy văn khế nàng cầm lấy một tờ nhìn kỹ sa thượng đẳng lụa trắng 100 thất tổng cộng 210 quán tháng 5 đến hạn trả vốn và lãi đầu đề đích xác là chữ ký và con dấu của quý diệu đình đây là lúc giúp muội muội mua lụa trắng hai ngàn thất lụa trắng tính cả lãi tổng cộng là bốn ngàn quán tương đương với bốn ngàn lượng bạc nàng phân phó quý diệu đình mua từ triệu gia và các nhà khác. Kỳ hạn là năm tháng hoặc nửa năm, hiện tại, hai ngàn thất lụa trắng phiếu nợ đều bị triệu gia thu mua. Tháng trước đại lang nhập rất nhiều thuốc nhuồm, trong nhà chỉ còn bảy tám trăm lượng bạc, tháng sau, quý gia còn nhiều chi phí, quý thị yên lặng tính sổ nợ, chỉ mong muội muội trong hai tháng này có thể trả tiền. Nàng bỏ phiếu nợ vào hộp, bình tĩnh nói. Triệu phu nhân yên tâm, nếu triệu gia là chủ nợ, quý gia sẽ trả vốn và lãi đúng hạn, tuyệt đối không trốn nợ. Những sổ sách này sớm nhất cũng đến hạn vào tháng 3, triệu gia hiện tại đến ép trả nợ có phải quá sớm. Triệu thân thị khẽ cười, tâm trạng rất tốt. Nhìn lời của quý phu nhân, triệu gia ta luôn tích thiện. Hai nhà chúng ta làm láng giềng mấy chục năm, có việc tốt thương lượng, ép trả nợ lời này thật khó nghe. Quý anh anh im lặng chịu đựng không chen vào. Hơn một tháng nay, triệu tu duyên không đến hóa ra triệu gia có chủ ý như vậy nàng muốn đứng trước mặt triệu tu duyên hỏi rõ là ý của hắn hay là trường bối của hắn tìm cách để không tiết lộ bức lâm giang tiên hắn không phải không hiểu tính cách của nàng hắn càng làm vậy nàng lại càng không đồng ý gả cho hắn nếu hắn biết mẫu thân sẽ dùng phiếu nợ để đe dọa mà vẫn đồng ý quý anh anh cúi mắt giấu nỗi đau trong mắt quý thị suy nghĩ chẳng lẽ triệu gia còn có âm mưu khác? Biết rõ quý gia trong ba bốn tháng còn không giải quyết xong mấy ngàn quán tiền. Chẳng lẽ đám lụa của muội muội có vấn đề? Quý thị cảm thấy huyết khí dâng lên, trước mắt choáng váng. Nàng nắm chặt tay vịn ghế. Không, đó là muội muội ruột của nàng. Hai mươi năm không liên lạc, sao có thể liên quan đến triệu gia? Nhất định là nàng nghĩ nhiều. Vậy triệu phu nhân rốt cuộc có ý gì? Quý nhị nương không chịu gả cho Nhị lang làm bình thê, nhà ta không miễn cưỡng. Mười người đến là muốn thương lượng, nếu nhị nương tự đồng ý vào Triệu gia làm tỳ một năm, giúp chức cầm gia đình ta, những phiếu nợ này xem như tiền công của nàng. Như xét đánh ngang tai, mẹ con Quý thị sững sờ. Làm nô tỳ cho Triệu gia một năm? Quý anh anh đột ngột ngẩng đầu, mắt đẫm lệ, nàng đứng lên, lẩm bẩm hỏi. Triệu phu nhân, đây là ý của Triệu Tu Duyên? hắn muốn ta làm nô tỳ cho triệu gia một năm để trả nợ triệu thân thị ngừng đầu nhìn sắc mặt của nàng không phải nàng luôn bừa bãi đanh đá sao khuôn mặt nhỏ tái nhợt đôi mắt đẫm lệ thật đáng thương nàng cảm thấy sự khó chịu trong lòng đột nhiên tan biến vui vẻ vô cùng đằng viên này là nơi ở của nhị lang nhà ta giả dạ, không thêu ở cửa sổ thư phòng là nhị lang cố ý chuẩn bị cho ngươi chân quý anh anh mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế Quý thị hít sâu nói: "Triệu phu nhân, gia nghiệp quý gia tuy nhỏ, nhưng không đến mức phải bán nữ nhi để trả nợ." Cáo từ. Nàng dẫn quý anh anh đứng dậy muốn đi, Triệu thân thị cười lạnh: "Quý phu nhân muốn rời đi lúc nào cũng được, nhưng nhị nương tử phải ở lại." Chương 87. Một đám vú già hỗn loạn lao lên, chặn đường đi của mẹ con quý thị. Quý thị giận dữ: "Triệu phu nhân, nhà ta dù thế nào cũng sẽ trả lại tiền bạc khi phiếu nợ đến kỳ. Người cưỡng ép giữ con gái ta, không sợ ta kiện lên công đường sao? Triệu thân thị cười nói. Triệu gia lo rằng quý gia không trả nổi tiền, nên giữ lại quý nhị nương làm vật cầm cố. Bẩm báo quan phủ, quý phu nhân dám để quan nha sư gia xem xét sổ sách của hoán hoa phường sao? Ta suýt quên, đại lang quý gia tháng sau còn định cưới vợ. Chao ôi, ta còn lo lắng hơn quý gia rằng không trả nổi tiền. Mấu chốt là nếu quý nhị nương về nhà, quý gia lấy bí truyền làm đảm bảo cũng được. Sổ sách chỉ có mấy trăm lượng bạc, tháng sau mùng 10, đại lang định cưới Trương tứ nương. Quý thị nhìn chằm chằm vào Triệu thân thì, Triệu gia này đã chuẩn bị kỹ càng. Bí truyền làm đảm bảo, thật thiệt thòi khi nghĩ ra điều đó. Quý anh anh tức giận nói, Triệu gia các ngươi thu biên lai like của nhà ta, thực ra là muốn bí truyền của nhà ta. Ai cần bí truyền của nhà ngươi? Được, đem phường nhuộm ra làm thế chân cũng được. Triệu thân thị thích thú nhìn hai mẹ con thay đổi sắc mặt. Bí truyền, quý gia không chịu lấy ra, dám cầm phường nhuộm làm thế chân, hôm nay ta sẽ sai người phong tỏa phường nhuộm. Quý gia không thể chờ mình. Quý thị hít một hơi dài, tức giận nói. Triệu phu nhân hôm nay quyết tâm giữ con gái ta lại. Triệu thân thị đứng lên, mỉm cười nói. Đầu xuân sang năm phiếu nợ đến kỳ, quý gia còn không ra tiền, lại ký thêm một năm thân khế không muộn. Quý phu nhân yên tâm, trong thời gian này Triệu gia sẽ không bạc đãi quý nhị nương, ăn ngon ở tốt, đợi quý gia cầm tiền đến chuộc. Đưa quý phu nhân hồi phủ. Một đám vú già hỗn loạn lao lên, trong nháy mắt ngăn cách quý thị và quý anh anh. Quý anh anh vô cùng tức giận, xoay người rút chổi lông gà từ bình hoa ra vào quát. Nói đến kỳ trước sẽ trả tiền nhà ngươi, ta xem ai dám giữ ta? cố ma ma cười lạnh nói quý nhị nương đây là triệu gia người tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời đỡ phải bị thương đây là triệu gia dọc đường đi an tĩnh không thấy bóng người triệu gia lớn như vậy trong vườn hỗn loạn không ai chú ý đến quý thị mặt tái nhợt thoát khỏi tay vố già và quay đầu quát anh anh dừng tay nương ta không muốn ở lại triệu gia triệu gia dựa vào cái gì để giữ ta quý anh anh uất ức nói Quý thị cố giữ bình tĩnh nói. Triệu gia nếu dám để nương về, tất nhiên không dám làm khó dễ ngươi. Ngươi yên tâm ở lại, nương ngày mai sẽ mang tiền đến. Thấy quý thị bị vũ giả cưỡng chế đỡ đi, quý anh anh đột nhiên nhớ tới tang thập tứ và nghiêu thất nương, nàng cầm chổi lông gà xông ra ngoài. Tránh ra, ta muốn nói chuyện với nương ta. Vài vũ giả khỏe mạnh đưa tay ngăn lại, bị nàng mạnh mẽ đánh làm ai nấy đều kêu la để cho nàng nói triệu thân thị không sợ hãi quát vố ra dừng lại quý anh anh chạy vội đến bên cạnh quý thị nói nhanh vào tai nàng tìm tang phủ trưởng sử gia thập tứ lang quý thị ngẩn người nhớ lại người trẻ tuổi từng nói chuyện với quý anh anh ở cổng nàng nhẹ gật đầu nhìn sâu vào mắt triệu thân thị rồi xoay người ra sân nhỏ triệu thân thị chậm rãi đi đến bên cạnh quý anh anh thấy nàng nhìn chằm chằm mình bật cười quý nhị nương, người và nương người thật ngây thơ. Ngày mai dù nàng có mang tiền đến, người cũng đừng mong rời khỏi triệu gia. Người có ý gì? Quý anh anh nắm chặt chổi lông gà, tay run rẩy. Triệu gia định làm gì? Triệu thân thị đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói. Chói lại. Một đám vú già đồng loạt xông lên. Quý anh anh thét chói tai, quơ chổi lông gà đánh loạn. Nhưng không thể chống lại đối phương đông người, chẳng bao lâu đã bị bắt tay bị trói lại. Cố ma ma rốt khăn của mình, bịt miệng quý anh anh. Quý nhị nương, người cũng có hôm nay. Nàng không dám đánh vào mặt quý anh anh, chỉ hung hăng ngắt hai cây trên cánh tay, rồi hài lòng ra hiệu cho vú già kéo quý anh anh vào trong nhà. Ra khỏi vườn, triệu thân thị xoa chán, hôm nay bận rộn cả ngày, thực sự có chút mệt. Cố ma ma nịnh nọt đỡ nàng. Phu nhân về nghỉ ngơi đi ngày mai còn phải dậy sớm uống trà cùng con dâu. Triệu thân thị ừ một tiếng, đi vài bước rồi ngừng lại. Bà Vũ, người nói người báo tin cho ta là ai? Hắn sao biết quý gia không có tiền? Hắn thần bí như vậy, ta cảm thấy hôm nay giữ quý nhị nương, giống như đang may áo cưới cho người khác. Cố ma ma sốt ruột trả thù, cười an ủi. Có lẽ là có cửu oán với quý gia. Phu nhân không nên nghĩ quá nhiều. Trong thư không phải nói Dương gia định cầu hôn quý nhị nương sao? Hôm nay chúng ta tiên hạ thủ vi cường, quý nhị nương sao chịu vào triệu gia? Kéo thêm hai ngày, có Dương gia làm chỗ dựa, sẽ không giữ được nàng. Hừ, ta giết chết quý nhị nương, cũng không để Dương gia chiếm tiện nghi. Triệu thân thị cau mày, đỡ tay cố ma ma, trở về chính viện. Triệu gia dẫn nước từ hoán hoa khê vào phủ, bích thủy viên nằm ở góc bắc của chính phòng phổ thông. Có một cái hồ sen, vốn là nơi hóng mát mùa hè của triệu gia. Hiện nay, Tân Trang lại làm nhà mới cho triệu tu duyên và nhiều ngũ nương. Bích thủy viên rộng gấp ba lần đẳng viên, bốn phía có hành lang quanh co, cây cao bóng cả. Qua cửa hậu viện là hậu hoa viên của triệu gia. Không thể để cha mẹ chồng rời ra khỏi nguyệt cầm đường cho con dâu ở. Chỗ này là sân lớn nhất của triệu gia nên trở thành lựa chọn tốt nhất. Tân Phòng bị các tức phụ triệu gia chen chúc, ai cũng biết Tân Nương xuất thân từ tam phẩm phủ đô đốc không thể chiêu vào. Chỉ có lúc này, Tân Nương không tiện mở miệng, các nữ nhân triệu gia mới có thể nhân cơ hội trêu ghẹo vài câu. Nhiều thất nương liên tục bầu bạn với tỷ tỷ, việc nàng đạp vỡ gạch xanh, uy vũ cử chỉ đã sớm lan truyền. Khi nàng đứng bên cạnh nhiều ngũ nương, các nữ nhân triệu gia liền mềm lòng vài phần. Giải lụa đỏ được đặt vào tay Triệu Tu Duyên, tất cả mọi người đều đợi hắn nâng khan voan. Lòng bàn tay Triệu Tu Duyên hơi ra mồ hôi, hắn tự diễu nghĩ, cưới Nghiêu Ngũ Nương là vì quyền thế của Nghiêu Gia, hắn cần gì mong đợi về dung mạo của nàng. Ánh mắt hắn dừng lại trên tay ngọc thon thon đặt yên trên đùi của Nghiêu Ngũ Nương. Một bên là Nghiêu Thất Nương xinh đẹp, có lẽ Nghiêu Ngũ Nương không xấu đến mức làm mình khó xử. Hắn nâng khan voan lên, Nghiêu ngũ nương trầm tĩnh nâng mặt lên. Mặt được thoa phấn trắng, môi điểm màu anh đào. Trang điểm tân nương bình thường, không có gì đặc biệt. Điểm thu hút nhất chính là đôi mắt của nghiêu ngũ nương, trong suốt như một vũng nước đồng. Triệu tu duyên thờ phào nhẹ nhõm. Các nữ nhân triệu ra thất vọng, trong ánh mắt nhìn nhau đều mang theo sự nghi hoặc. Nàng không phải bị bệnh đậu mùa hủy dung sao? Không thấy vậy. Hồ lô vàng óng ánh bị tách làm hai nửa buộc bằng sợi tơ hồng triệu tu duyên và nhiêu mũ nương đều cầm một nửa uống xong rượu hợp cần mùi rượu rất đắng tượng trưng cho phu thê tương lai muốn đồng cam cộng khổ triệu tu duyên và nhiêu mũ nương bốn mắt nhìn nhau hắn thấy ánh mắt thanh minh của nàng không chút ngượng ngùng khi nhìn phu quân hắn nhớ lại lời nàng nói trước cổng chào càng cảm thấy rượu đắng không chịu nổi uống xong rượu hợp cần lễ thành hôn đã hoàn tất một vú già triệu gia đúng lúc xuất hiện, cười nói mời triệu tu duyên đi tiền đường chào hỏi khách khứa. Triệu tu duyên nhã nhặn nói với nhiều ngũ nương. Nương tử nghỉ ngơi trước. Ra khỏi tân phòng, triệu bình từ hành lang gấp khúc đi ra. Lang quân, quý đại lang vừa vào chỗ ngồi đã bị chuốc đến bất tỉnh. Quý thị đón hắn về nhà. Triệu tu duyên cười, hắn quay đầu nhìn tân phòng, nói khẽ. Đi đằng viên. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio chương 88 Quý gia chỉ cách triệu gia một con phố, nhà hỷ dựng cổng trào, đứng từ cửa tiệm của quý gia có thể nhìn thấy. Ba mẹ con quý gia đi bộ đến chúc mừng, ngồi trong hỷ dạp ăn tiệc và nghe diễn, giống như các hàng xóm láng giềng khác. Quý thị thương cảm đầy tớ, không mang theo mama và thị tì, tiểu gia đình ngồi trong hỷ dạp ăn tiệc, sau lưng không có người hầu hạ, bị hàng xóm láng giềng nhọ báng vì trông giống như chen vào tiệc quý thị bị bà già của triệu gia mời ra từ cửa hông nàng quay đầu nhìn hai người làm đứng thẳng ở cửa lại cảm nhận nỗi buồn khi không có gia đình hậu thuẫn quý diệu đình cùng khách nam ngồi ở bàn tiệc phía trước quý thị không tiện xông vào tìm hắn nàng vội vã về nhà muốn gọi quý phố huynh đệ hoặc điền quý tiến triệu ra tìm quý diệu đình vừa đến cổng chào quý thị nghe có người gọi mình nàng quay đầu và thấy chu nhị lang quý thẩm sao không thấy đại lang chu nhị lang cùng đám bạn nhàn rỗi chiếm một bàn ăn tiệc từ sau khi xem dê tự thanh quý diệu đình không hề nhắc đến hôn sự hắn sẽ hiểu thái độ của quý anh anh sau một thời gian buồn bã chu nhị lang nghe nói triệu tu duyên đính hôn với tiểu thư nghiêu gia phó đô đốc khiến hắn hồi sinh hy vọng hắn nghĩ rằng khi triệu tu duyên thành thân quý anh anh cũng sẽ hết hy vọng lần này chu nhị lang đã rút kinh nghiệm không vội cầu hôn mà kiên nhẫn đợi đến hôm nay. Quý thị hoảng hốt nắm lấy hai cánh tay của hắn, giọng run rẩy kích động. Nhị lang, thầm tử cầu xin ngươi một việc. Chu nhị lang hoảng hồn, vội nói. Thẩm tử có chuyện gì, nhị lang sẽ hết lòng giúp đỡ. Đi, đi triệu ra gọi đại lang đến. Quý thị thở hồn hền, đột nhiên lo lắng cho quý diệu đình. Hắn là con trai độc nhất của quý gia, nếu hắn có chuyện gì, nàng sẽ không sống nổi. Còn nữa, đi tìm tang thập tứ lang ở phủ trưởng sử gia. Hắn là người nhà gái mẹ đẻ, nhị lang, hãy tìm hắn đến, thẩm tử sẽ đợi ở đây. Tang thập tứ lang, người đã từng mời ta uống trà và tặng hoa cúc phủ trưởng sử lang quân. Ta biết hắn, ta sẽ đi ngay. Chu nhị lang thấy trên mặt quý thị hiện lên sự kích động, trong lòng biết chắc sẽ có chuyện xảy ra. Hắn đột nhiên thông minh hơn một chút. Nhị nương đâu? sao nàng không đi cùng ngài? Quý thị nhớ đến con gái, mở miệng nức nở nói. Người nhanh đi. Quý anh anh thực sự đã xảy ra chuyện sao? Chô nhị lang lo lắng, gọi bạn bè mang ghế dài để quý thị ngồi, rồi nhanh chân chạy về phía triệu gia. Nhìn bóng lưng hắn, quý thị hối hận đấm vào ngực mình. Nàng thực sự hối hận, hối hận đã để con gái chọn vị hôn phu theo ý nàng. Chô nhị lang về tướng mạo, tài hoa và gia thế đều không bằng triệu tu duyên nhưng người khác thì tốt nếu sớm định hôn sự này cho anh anh triệu gia cũng không dám ngấp nghé chỉ cần ngày mai có thể xuất ra một nửa tiền bạc thiếu nợ không đến kỳ hạn triệu gia sẽ không có lý do giữ con gái quý thị dướn cổ nhìn vào ngõ hẻm mong chờ con trai sớm ra ngoài về nhà bàn chuyện tiền bạc đợi một lúc lâu chu nhị lang cõng quý diệu đình ra ngoài bên cạnh còn có một người đàn ông mặc cầm y đi cùng. Chu nhị lang mồ hôi đầm đìa đặt quý diệu đỉnh xuống, giúp hắn ngồi, rót một chén trà rồi nói. Thẩm tử, đại lang uống say quá, sợ rằng nhất thời không tỉnh được, ngài có việc gì xin cứ phân phó ta. Nhìn thấy con trai say như chết, quý thị biết ngay là có liên quan đến triệu gia. Triệu gia nghĩ rằng mình là một quả phủ, nên không làm gì được con trai mình sao? quý thị với lòng kiêu ngạo đã giúp nàng bình tĩnh lại. Nhị lang, làm phiền ngươi đưa đại lang về nhà, bằng mọi cách, phải làm hắn tỉnh lại, thẩm tử còn có chuyện phải làm, xong việc sẽ trở lại. Chu nhị lang nhìn tang thập tứ lang. Thẩm tử của nhà ta giao lại cho ngươi, có việc gì cần giúp đỡ, xin cứ phân phó ta và anh em của ta. Tang thập tứ lang nhìn qua nhóm người đứng lên, thầm nghĩ chu nhị lang thật thà phúc hậu, nhân duyên tốt hắn may mắn rằng lần trước chuyện với dương tĩnh uyên không bị chu nhị lang phát giác nhân duyên tốt ít nhất không bị hư hại hắn lúc này có chủ ý kết giao liền sửa lại xưng hô chu nhị ca yên tâm nơi này có ta lời nói tự tin của tang thập tứ lang khiến chu nhị lang yên tâm hắn gọi người hầu của mình đỡ quý diệu đình về nhà nhất định là quý anh anh đã xảy ra chuyện nên mẫu thân mới sai người tìm mình đợi mọi người đi rồi tang thập tứ lang mới tiến đến trước mặt quý thị nhẹ nhàng nói quý phu nhân hãy tin tưởng ta quý thị không còn ai khác để tin nàng tin không phải là tang thập tứ mà là thân phận của hắn nàng ngẩng đầu nhìn về phía tường rào bên trong triệu gia xa xa thấy được tầng hai của ngôi lầu nhỏ tang lang quân nhìn thấy ngôi lầu nhỏ kia không triệu gia đã giam con gái ta ở đó ngươi đến đưa thân đêm nay sẽ ở lại triệu gia. Ta cần ngươi bảo vệ nàng một đêm, ngươi có làm được không? Hôm nay triệu tu duyên cưới nghiêu ngũ nương, triệu gia lại giam quý anh anh trong phủ. tang thập tứ lang kinh ngạc, ngừng đầu nhìn theo. Quý thị nhìn chằm chằm hắn, thấy trên mặt hắn nở nụ cười nhẹ, lòng nàng nhẹ nhõm hẳn. Ích vô phủ quá nhỏ, thực quá khép kín, triệu gia, thực không biết sức mạnh của mình trước quyền thế tuyệt đối, nhỏ bé như thế nào nàng khẽ mỉm cười, xếp tay áo trước ngực, khom người hành lễ. Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Quý thị hành lễ với tư thái khiến tang thập tứ lang sợ hãi lùi về phía sau một bước, ấp úng đáp lễ. Phu nhân yên tâm, hãy đợi tin vui. Nhìn quý thị rời đi, hắn lắc đầu lầm bầm. Lạ thật, sao ta lại gọi nàng là phu nhân? Quý gia chỉ là một cửa hàng nhuộm nhỏ mà. Không có tâm trí để nghĩ về quý thị nữa, tang thập tứ lang phất tay áo đi về phía triệu gia. Sự nhã nhặn trước mặt quý thị biến thành vẻ công tử bột tìm kiếm kích thích lúc hưng phấn. Tân lang quán không xuất hiện liên tục, phải tìm hắn ra mới được nha. Bên cạnh hoán hoa khê, trong rừng cây, năm sáu người mặc y phục giả hành ngồi bao quanh. Một người trong đó không kéo mặt nạ lên, mặt gầy với hai hàng ria mép, chính là cận sư gia. Tiếng ồn ào náo nhiệt từ triệu gia bị gió thổi xa, càng làm cho rừng cây trở nên thanh u vô cùng hắn nhìn về phía nam tử ngồi trầm mặc bên cạnh thấp giọng nói tiểu nhân không ngờ chủ tử lại đích thân đến những việc nhỏ này giao cho tiểu nhân làm là được rồi chủ tử cần gì phải mạo hiểm nam tử cao lớn khuôn mặt bị che bởi khăn đen chỉ lộ đôi mắt sâu thẳm bản vương sớm muộn cũng muốn đến các ngươi cứ theo kế hoạch mà làm lúc này một bóng đen lặng lẽ lách mình vào rừng cây hắn dựa vào cây thổi hai tiếng chim hót. Nghe trong rừng truyền ra tiếng chim hót tương tự, hắn mới đi vào. Thấy mọi người trong rừng, người mới đến quỳ một gối nhẹ giọng bầm. Quý gia ba người vào triều phủ, lúc ra chỉ có quý thị và quý đại lang bị say rượu. Chỉ là quý gia có thêm hai người, là Chu Nhị Lang và người hầu của hắn từ Tam Đạo Yển. Cận sư gia lập tức nói, quý diệu đình chưa chuyển vào viện phía đông nhà mới, phải nghỉ ngơi ở viện phía trước không sẽ phát hiện ra chúng ta. Nam tử cầm đầu không nói gì, mọi người tĩnh tọa gần nửa canh giờ, hắn đứng lên. Làm việc lưu loát một chút, bản vương đi xem náo nhiệt. Cận sư gia cung kính trả lời. Chủ tử yên tâm, nhất định không để lộ sơ hở. chương 89 Cánh cửa phòng đóng chặt kêu két, rồi bị đẩy ra, quý anh anh nhìn về phía cửa, thấy triệu tu duyên. Hắn dùng một tay chống lên khung cửa, khẽ quay đầu nhìn nàng, mang theo chút say và lười biếng. Đêm nay trời trong trăng sáng, ánh trăng rơi trên mặt hắn, làm quý anh anh nhìn rõ nụ cười nơi khóe môi hắn. Hắn nhìn thấy mình chật vật như vậy mà vẫn đang cười. Đây là triệu tu duyên mà quý anh anh chưa quen thuộc. Trong ấn tượng của nàng, hắn là người ôn hòa vô hại, lịch sự nhã nhặn. Khi sốt ruột dụ dỗ nàng, hắn trông có chút ngốc nghếch và thật thà, khiến nàng không nỡ bắt nạt hắn. Đúng vậy, có vẻ như luôn là nàng bắt nạt hắn. Hờn dỗi vì tính tình trẻ con, phát chốt tức giận nhỏ. Nhưng bị hắn dụ dỗ, nàng lập tức rộng lượng bỏ qua cho hắn. Nàng thật ngốc, con trai trưởng của đại phòng triệu gia, người kế nhiệm gia chủ triệu gia, sao có thể là người như trong ấn tượng của nàng chỉ là một thư sinh bình thường. Lang quân, hai thị tỳ trông coi nàng cúi người chào triệu tu duyên. Hắn phất tay hai thị tỳ cúi đầu lui ra ngoài hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ hai tay chống lên khung cửa rồi đẩy cửa sổ ra hắn mở rộng hai tay ống tay áo rộng thùng thình bị gió đêm thổi bay lên giọng hắn có chút lơ lửng như đang lẩm bẩm anh anh ngày đó ta đứng trước cửa sổ trong lòng nghĩ đến ngươi ta nhìn vào phòng của ngươi và nói nếu ngươi cũng nhớ ta thì hãy để ta gặp một lần cửa sổ phòng ngươi thực sự mở ra ta không thấy rõ mặt ngươi nhưng ta biết chắc chắn đó là ngươi, ta thật sự vui mừng, chỉ muốn ngươi ngay lập tức ở trước mặt ta để ta có thể ôm ngươi. Hắn xoay người, từng bước tiến về phía nàng, dường như không để ý đến mái tóc rối bù của nàng, tay bị trói và miệng bị bịt, bị ném trên giường. Ta nghĩ ngươi làm lòng ta đau, ngươi quá cứng đầu, ta chỉ có thể tự nghĩ cách giữ ngươi bên cạnh ta. Quý anh anh hoàng sợ, nàng rằng co, tay của bà vú rất khỏe khiến cổ tay nàng đau đớn vô cùng. Nàng vô lực nằm trên giường, hai hàng nước mắt không tự chủ trào ra. Triệu Tu Duyên ngồi bên cạnh nàng, Quý Anh Anh không kìm lòng được, co chân lùi lại để tránh xa hắn. Bàn tay hắn nâng mặt nàng, Quý Anh Anh không thể tránh, chỉ có thể liều mạng trừng mắt nhìn hắn. Triệu Tu Duyên đưa tay vuốt những sợi tóc rối ra sau đầu nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Anh anh, nếu ngươi mềm mỏng một chút Mẫu thân cũng sẽ không ép buộc ngươi. Tất cả phẫn nộ của nàng biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Điều này chỉ làm Triệu Tu Duyên cười khẽ. Hắn kéo khăn nhét trong miệng nàng ra, Quý Anh Anh liền nhổ nước bọt vào hắn. Ngươi muốn làm gì, Triệu Tu Duyên, ngươi mau thả ta, ngươi nghĩ ngươi có thể uy hiếp ta sao? Triệu Tu Duyên lắc đầu, cảm thấy Quý Anh Anh thật ngốc một cách đáng yêu. Ngươi dám, sao dám cưỡng đoạt dân nữ, giam cầm tiểu nương tử Đàng Hoàng đúng không? ha ha triệu tu duyên cười lớn hắn nhìn chằm chằm quý anh anh thong thả nói ngươi đến triệu gia khi ta vừa mới tân hôn cầu xin người hầu của ta truyền lời nhìn vào tình thanh mai trúc mã của chúng ta ta đến đây từ chối ngươi ai ngờ ngươi vì ham phú quý triệu gia lợi dụng lúc ta say rượu mà câu dẫn bò lên giường của ta ngươi nói nên xử lý ngươi thế nào giao ngươi cho tân thú của ta để hà giận đánh chết ngươi hay là trói ngươi đưa quan phủ cáo ngươi và mẫu thân không nghiêm. Quý anh anh tức giận đến suýt ngất xỉu, nàng giận dữ nói. Triệu tu duyên, ngươi đừng nói linh tinh, ngươi nghĩ triệu gia có thể một tay che trời, lật ngược trắng đen sao. Nàng đã dành hết tâm huyết giúp hắn phối màu chức cầm, tranh đoạt cẩm vương. Nàng và hắn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đã từng thề non hẹn biển. Sao hắn có thể đối xử với nàng như vậy? Các vị khách đều thấy đại ca ngươi uống rượu say xưa, nhìn thấy mẫu thân ngươi vui vẻ tiếp nhà hắn. Nếu ngươi bị ta trói giữ trong phủ, mẫu thân và đại ca ngươi liệu có không ầm ý đòi về nhà, triệu tu duyên nhéo nhéo mặt nàng, bé ngốc. Quý anh anh xoay mặt đi, lòng nguội lạnh, mẫu thân và nàng không ngờ triệu gia hèn hạ và vô sỉ như vậy. Mẫu thân nghĩ rằng gặp người triệu gia nhiều, không thể nào mang nàng chạy trốn. Tưởng rằng ngày mai khi đã có tiền bạc, có thể khiến triệu gia không có lời nào để nói mà thả nàng về. Nàng nghĩ rằng Triệu gia sẽ không làm gì nghiêm trọng, nhưng ai ngờ họ đã tính toán chu đáo, ngay cả khách mời cũng đã có kế hoạch từ trước. Nàng khó tin rằng Triệu Tu Duyên trước mắt là người nàng từng yêu sâu đậm. "Vì sao ngươi lại trở thành như vậy? Ngươi vẫn luôn lừa dối ta sao? Tại sao?" Quý anh anh hỏi Triệu Tu Duyên, cũng tự hỏi chính mình. "Nàng có gì? Một tiểu nương tử trong phường nhuộm, liệu có đáng để hắn mấy năm qua liên tục giả vờ trước mặt nàng?" ta đối xử với ngươi bằng thật tâm, ta thật lòng muốn cưới ngươi làm vợ. Hắn thật lòng, thời gian cùng nàng thật tuyệt vời, hắn thích nàng như một chú chim vùng núi, hoạt bát và linh động. Thích khi nàng bàn bạc với hắn về sợi tơ nào để đan ra gấm đẹp nhất. Cho đến ngày đó, hắn quỳ cả ngày trong sân của tổ phụ. Tổ phụ gọi hắn vào thư phòng. 26 năm, hắn chưa từng biết rõ rằng dương gia đoạt được 26 cẩm vương chức cẩm, đều là do triệu gia đan ra. Trong mật thất của thư phòng treo 52 bức gấm, một nửa là gấm của Dương gia, một nửa là đấu gấm của Triệu gia. Trước 18 tuổi, hắn chưa từng đan đấu gấm, khi đứng trước những bức đấu gấm đó, 52 bức cẩm họa giống như một dòng sông, bày ra 26 năm tháng trước mặt hắn. Tổ phụ hỏi hắn: "Nhìn thấy không?" Với nhãn lực hiện tại, Triệu Tu Duyên thấy rõ, thấy rõ Triệu gia đã bỏ lỡ cẩm vương. Đấu gấm, đấu không chỉ là gấm còn có quyền thế. Một câu nói của tổ phụ làm hắn tỉnh ngộ, so với cầm nghiệp vương, so với sự chấn hưng của gia tộc. Tình yêu thật nhẹ như bụi bặm vì vậy hắn lại hận, hận chính mình yêu một nữ tử đê tiện như bụi bặm nàng lại phản bội hắn. Ngươi biết rõ cầm vương năm nay quan trọng với triệu gia đến mức nào không? Ngươi biết rõ nó quan trọng với ta như thế nào không? Nhưng ngươi không hề để ý, khinh suất để Dương Tĩnh Uyên đạt được chiếc khăn gấm đó để dương gia biết rõ bí mật phối màu của lâm giang tiên triệu tu duyên nhìn nàng giọng nói dần kích động ngươi đối với lòng ta không gì hơn thế này ta khổ sở không ngủ được đau lòng vì ngươi sẽ đau đớn đến chết ta thậm chí không dám thắp đèn để ngươi biết ta đứng ở đây trước cửa sổ nhìn ngươi còn ngươi nhẹ nhàng buông tay ở trước mặt ta cùng dương tĩnh uyên thân mật a à, nghĩ lại dương tĩnh uyên không phải là mục tiêu duy nhất của ngươi đúng không chỉ cần là quan lại phú quý ngươi đều hận không thể dán mình vào ỷ vào tài năng của ngươi ngươi nghĩ mình có thể bấu víu cành cây cao đúng không ta không cưới ngươi ngươi liền bốn phía thông đồng đây là người mà nàng đã liều lĩnh yêu sao có lẽ trong lòng hắn điều duy nhất mà hắn tin tưởng ở nàng là tài nghệ phối màu của nàng quý anh anh khanh khách cười như một đứa trẻ ngây thơ ngươi nói đúng rồi vậy thì sao triệu tu duyên ngươi thắng được đường huynh và được tổ phụ ngươi tán thưởng là nhờ vào tài phối màu của ta triệu gia ngươi đan gia lâm giang tiên cũng nhờ vào tài phối màu của ta trên đời này còn nhiều nam nhân tốt ta thích thông đồng khắp nơi ta thích bấu víu cảnh cây cao nhưng ta không chọn ngươi ngươi đừng mơ tưởng triệu tu duyên bị lời nàng kích động đến mức gân xanh trên cổ nổi lên trong mắt hắn hiện ra sự hung ác đột nhiên cúi đầu hôn nàng quý anh anh không nghĩ ngợi lập tức cắn Triệu Tu Duyên bị đau đầy mạnh nàng ra, hắn liếm đôi môi, vị tanh nhàn nhạt, nhạt tràn ngập trong miệng, cúi đầu cười. "Ta đã muốn gần gũi ngươi từ lâu, lần đầu tiên thì ra là như vậy, nhưng bây giờ thì sao? Anh anh, ta đã quen với việc ngươi là của ta. Ta sẽ không để ngươi cho ai khác, cả đời này ta cũng sẽ không thả ngươi đi." Hắn từ từ bỏ cái lồng bên ngoài tay áo rộng, cười lạnh nói. "Hôm nay là ngày đại hỷ, ngươi và ta." Chương 90 Mồ hôi thấm đẫm trên trán quý anh anh, nàng quyết tâm, đầu lưỡi chạm vào răng, há miệng cắn mạnh xuống. Triệu Tu Duyên nhanh hơn nàng một bước, trong nháy mắt nắm lấy cằm nàng, nhét khăn vào miệng nàng. Nhiều năm như vậy, ta còn biết rõ tính tình của ngươi. Ngươi hãy xem ta hạ bệ Dương gia như thế nào và trở thành cầm vương độc nhất vô nhị. Ta sẽ không để ngươi chết. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, cảm giác mềm mại như ngọc khi thấy những giọt nước mắt trong suốt như ngọc chảy xuống từ khóe mắt nàng hắn không kiềm chế được mà tiến tới gần nhẹ nhàng liếm sạch quý anh anh chưa từng biết mình lại ghét bị triệu tu duyên chạm vào đến như vậy ghét đến cực điểm khi môi hắn lướt qua má nàng cảm giác như một con chuột bỏ qua nàng dãy rủa thân thể uốn éo như một con cá sắp chết những đường cong trên thân hình thon dài của nàng hiện rõ ánh mắt triệu tu duyên dần trở nên u tối tay hắn chuyển sang eo nàng món tay nắm chặt đai lưng hơi thở hắn dần dồn dập quý anh anh phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng trong khoảnh khắc đó nàng như trải qua cả một đời mới hiểu được trọng lượng của hai chữ hối hận nếu có kiếp sau nếu có thể sống lại một lần nữa khi triệu tu duyên mang theo hai tiểu hầu tò mò nhìn nàng nàng nhất định sẽ quay lưng rời đi mãi mãi không gặp lại hắn nàng chợt nhớ đến dương tĩnh uyên Nhớ đến hắn đêm khuya nhảy cửa sổ vào phòng, bị nàng bắt gặp và cứng giọng nói. "Ta chỉ đến đưa phong thư mà thôi." "Lá thư ấy, nàng đã quên mất chưa đọc?" Hắn từng nói, Triệu Tu Duyên biết rõ chiếc khăn gấm ở trên người hắn, sinh lòng oán hận với nàng. Người khác đều thấy rõ như vậy, cố ý gửi tin nhắc nhở nàng. "Sao nàng lại không để tâm chứ?" Triệu Tu Duyên không vội, hắn đợi nhiều năm như vậy, nàng đã là cá trong chậu, chim trong lồng hắn có thời gian và kiên nhẫn tay hắn trượt vào tà áo nàng khi nghe tiếng kêu khó chịu của quý anh anh như tiếng kêu của một con thú nhỏ trong bẫy hắn không kiềm chế được mà cười nàng là con ngựa hoang dã cuối cùng cũng sắp bị hắn thuần phục triệu nhị lang tân lang quán mau ra đây tướng quân tân lang quán lang quân nhà ta không ở đây cút ngay nói nhiều ta đánh chết ngươi tiếng cãi vã từ ngoài sân vang lên khiến triệu tu duyên dừng lại thấy quý anh anh đột nhiên mở to mắt, hắn chập chập lắc đầu. Đây là triệu gia, nàng tưởng ai sẽ đến cứu nàng sao? Hắn đứng lên, tiện tay khoác áo lên. Thời gian bên ngươi qua quá nhanh, ta phải đi tiếp khách, ngươi cứ chờ ta. Hắn khóa cửa phòng, nhận chìa khóa từ tay thị tỳ và khóa cửa lại. Đặt chìa khóa vào túi, triệu tu duyên dẫn thị tỳ đi xuống lầu. Lúc này, tang thập tư dẫn theo người hầu và binh lính đẩy triệu bình và triệu an ra lao vào sân nhỏ triệu bình và triệu an giữ cửa mặt mày xanh xao vì bị tát khi thấy triệu tu duyên hai người cúi đầu lang quân triệu tu duyên nhìn về phía tang thập tứ lang là hắn người hôm nay đã nói chuyện với quý anh anh chính là hắn trong nháy mắt hắn hiểu ý định của tang thập tứ quý anh anh người mong chờ người cứu ngươi là hắn sao đừng mơ tưởng tang thập tứ giả vờ không thấy ánh mắt phẫn nộ lạnh như băng của triệu tu duyên, ánh mắt lướt qua mặt hai thị tỳ. Hôm nay là ngày vui của ta và di tỷ. tân lang quán không ở phòng tân hôn, cũng không đi dự tiệc, chẳng lẽ lại ở đây gặp riêng tiểu nương tử. Nô tỳ không dám. Hai thị tỳ bị tang thập tứ nhìn thấy sợ hãi, lập tức quỳ xuống đất. Đưa gà du kích tướng quân và thiên tướng đều là tâm phúc của Nhiêu Phó Đô Đốc làm như ngũ nương là bảo vệ cho thiếu chủ từ nhà mình. Bị trêu chọc thỏa đáng, tức giận đến nổi đóa, nhấc chân định xông lên lầu. Chẳng lẽ trên lầu còn cất giấu tiện tỳ nào khác? Triệu tu duyên hận không thể đạp chết tang thập tứ lang ngay lập tức. Hắn bước tới, ngăn cản hai người, cười nói. Tài hạ không chịu nổi tử lực, tới đây nghỉ ngơi một chút. Hôm nay là ngày đại hỷ của ta và ngũ nương, tài Hà sao lại làm nàng khó xử? tang thập tứ lang quan sát triệu tu duyên kết luận quý anh anh ở trên lầu hắn cười kéo hai vị tướng quân chào ôi tống tướng quân tân lang quán chỉ trốn rượu mà thôi chúng ta đừng làm phức tạp thêm hắn liếc nhìn triệu tu duyên thấp giọng nói vào tai nam nhân mà tam thê tứ thiếp tốt hơn nhiều thật sự bị ta nói chúng trên mặt không qua được không phải là ngũ nương sao hai vị tướng quân hừ một tiếng không cho triệu tu duyên cơ hội nói chuyện nắm lấy vai hắn. Triệu Nhị Lang, hôm nay ngươi không thể không uống với bổn tướng quân vài chén. Đi. Triệu Tu Duyên bị xô đẩy ra sân nhỏ, lặng lẽ nháy mắt với hai người hầu. Tang Thập Tứ nhìn thấy, dần dần chậm bước chân. Khi Triệu Tu Duyên bị lôi kéo qua hành lang quanh co, không còn thấy mình nữa. Hắn nhanh chóng dẫn người hầu chạy về phía đảng viên. Quý anh anh nghe thấy cuộc đối thoại bên ngoài, trong lòng dâng lên hy vọng sống sót nàng mừng rỡ rẫy ruộng mùi dậy quét mắt quanh phòng nàng thấy trên bàn thấp bên cạnh giường có đặt cây nến nàng từ từ bước xuống giường quay đầu nhìn vị trí cây nến thử dịch truyền cơ thể để đốt nứt dây thường trói trên người một bàn tay đưa tới cầm lấy cây nến quý anh anh giật mình nghiêng đầu nhìn mất thăng bằng và ngã vào chân hắn nàng ngước lên thấy người mặc y phục dạ hành toàn thân bao phủ trong bộ áo choàng đen hắn đặt cây nến sang một bên đứng trên cao nhìn xuống nàng hắn là ai hắn sẽ giúp nàng chăng trong mắt quý anh anh hiện lên sự cầu xin hắn ngồi xổm xuống rút ra từ giày một con dao găm lưỡi dao sáng như tuyết khiến quý anh anh run rẩy hắn muốn giết nàng sao nàng nhắm mắt lại khóe mắt nàng thấm ra những giọt nước mắt đọng trên làn da trắng như tuyết bên má như một con cừu non đáng thương chờ bị làm thịt hắn như bị điều gì đó xui khiến vươn tay nhẹ nhàng lau đi da thịt chạm nhau khiến quý anh anh đột nhiên mở mắt hung dữ chừng mắt nhìn hắn khuôn mặt nàng đầy phẫn nộ như muốn nói nếu muốn giết thì nhanh đi bốn mắt giao nhau nàng nhìn thấy trong mắt hắn sự kinh ngạc và niềm vui hắn quay lại phía nàng giơ tay cắt đứt dây thừng trói trên người nàng nhanh chóng cất dao găm vào giày rồi đi tới bên cửa sổ quý anh anh vùng thoát khỏi dây thừng kéo khăn tay ra khỏi miệng, giọng khàn khàn gọi. Ân công, xin dừng bước. Ngoài cửa sổ, một luồng ánh lửa xuất hiện từ hướng phường nhuộm của quý gia. Trong đêm tối, đốm lửa này vô cùng bắt mắt, tiếng chiêng trống vang lên từ sân khấu, hắn nhìn thấy mọi người ở cổng chào đám cưới đang chạy về phía quý gia. Thật đáng tiếc, hắn không phải là ân nhân của nàng, mà là người nắm chặt sợi dây treo cổ quý gia. Hắn không có ý định giả làm một hiệp sĩ cứu nàng hắn nhìn quý anh anh một cái, chuẩn bị nhảy cửa sổ rời đi. Ân, không cần cảm ơn ta. Hắn dựa vào khung cửa sổ, cuối cùng mở miệng. Ta, chỉ đến xem náo nhiệt, không muốn thấy người dại dột đốt cháy xiêm y bằng ngọn nến mà thôi. Cảm ơn. Quý anh anh cảm kích nhìn hắn, thấy hắn chống vào bể cửa sổ chuẩn bị nhảy ra, nàng cắn môi rồi gọi lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Ân công, có thể giúp ta một việc nữa không? Hắn quay lại, tò mò nhìn nàng cửa phòng bị khóa nàng không thể mở ai biết khi nào triệu tu duyên sẽ quay lại quý anh anh chỉ ra ngoài cửa sổ nhỏ giọng nói có thể dẫn ta rời khỏi triệu ra không chỉ cần ngươi có thể trả công xứng đáng phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn